Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tọa đàm của báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất phù sa màu mỡ, khí hậu ôn hòa, ít khi nào phải đối mặt với cuồng phong bão lớn. Tuy nhiên những năm gần đây đang mất dần sự ưu ái của mẹ thiên nhiên, thiên tai xảy ra ngày càng nhiều, nhất là tình trạng sụt lún, sạt lở đất, ngập úng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân, thậm chí là cướp đi sinh mạng của người dân. Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương đã có nhiều giải pháp ứng phó, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, ngăn chặn sự sụt lún, sạt lở và ngập úng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa được như mong đợi. Và để hiểu rõ hơn về sự tàn phá, những thiệt hại do thiên tai gây ra, chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo ghi nhận của ngành chức năng, chỉ tính riêng từ năm 2016 cho đến nay, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện tổng số 779 điểm sạt lở với tổng chiều dài 1.134 km. Trong đó, bờ sông có 666 điểm sạt lở với tổng chiều dài 744 km. Bờ biển có 113 điểm sạt lở với tổng chiều dài 390 km. Đặc biệt, từ năm 2020 trở lại đây, nhiều địa phương đã gia tăng cả về số vụ và diện tích đất bị mất trong các vụ sạt lở. Đơn cử như tỉnh Tiền Giang và Cần Thơ, từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nguyên cái mấy cặn này xuống sông lỡ một cái chạy ra không kịp luôn á. Còn như lỡ bất chợt lắm, bị móc mà mất dưới mình ở trên này mình nhìn không thấy. Tôi đây có không có vườn đất gì hết trơn á. Nhà nước có cái hướng giải quyết như hỗ trợ tôi vào khu dân cư vậy đó, để có ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng biết cái sự sạt lở cho nên chúng tôi không để thiệt hại gì về tài sản. Đấy, nhưng mà chỉ có thiệt hại vì là có những cái chỗ giờ đất đai là nó quá mất mát nhiều. Đấy, giờ không có chỗ ở. Nên cũng nhớ trên là coi xem xét rồi thì là lãnh đạo rồi có cái biện pháp nào cho chúng tôi được tái định cư sớm càng tốt. Thì chúng tôi xin cảm ơn. Theo chuyên gia, đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi sự bồi đắp của phù sa và cát từ thượng nguồn sông Mekong. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở ngày càng tăng do trong nhiều năm gần đây, lượng mưa và lũ về đồng bằng sông Cửu Long đã giảm đáng kể, thậm chí đến mức hạn hán, làm cho các dòng sông cạn kiệt. Đồng thời, do lượng cát khai thác nhiều hơn so với lượng cát mới được đổ về, điều này làm cho các dòng sông không có đủ cát để tự bù đắp và duy trì hình dạng ban đầu. Cái diện tích bị sạt lở mất mỗi năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 600 hecta. Nguyên nhân mà lớn nhất do hiện tượng sạt lở xảy ra là do vùng cát ở phía thượng nguồn của sông Mekong đã được về đồng bằng càng ngày càng giảm đi do các cái đập thủy điện mà đã giữ lại phần lớn vùng cát ở các cái hồ chứa, và đồng thời tốc độ mà khai thác vùng cát ở vùng hạ lưu của sông Mekong nó đang gia tăng. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, phân bổ vốn cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển cấp bách để đảm bảo đời sống người dân sống ven mé sông và bờ biển. Ủy ban dân thành phố cũng đã chỉ đạo cho Sở Nông nghiệp nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ để đề xuất về Sở Kế hoạch Đầu tư để tham mưu cho Ủy ban dân thành phố sớm bố trí cái vốn đầu tư khẩn cấp để bảo vệ cái tài sản và tính mạng của bà con nhân dân. Để phòng chống thiên tai hiệu quả, phải nâng cao nhận thức về sự nguy hại và hậu quả của sụt lún, sạt lở và ngập úng ở đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, thực hiện của cấp ủy, chính quyền và huy động các nguồn lực của nhà nước, đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài nhà nước, đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, cần có giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài ứng phó với các tình huống thiên tai hiệu quả, an toàn.
Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm qua do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động của phát triển thiếu bền vững về kinh tế xã hội tại các quốc gia ở vùng thượng nguồn và nội vùng, tình hình sạt lở bờ sông bờ biển, sụt lún đất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang có những diễn biến rất phức tạp, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Và để có cái nhìn tổng thể cũng như là đề xuất các giải pháp để hạn chế khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún đất và ngập úng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành hiện nay, thì hôm nay Báo Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Giải pháp phòng chống thiên tai, sụt lún, sạt lở và ngập úng, phát triển bền vững vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Và tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về hệ sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang. Vâng, đầu tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành cho Báo Nông nghiệp buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, với đặc thù là vùng sông nước, đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông kênh rạch dày đặc với hai mặt tiếp giáp và cả Biển Đông và Biển Tây với trên 740 km bờ biển. Và theo ghi nhận của ngành chức năng, chỉ tính riêng từ năm 2016 cho đến nay thì các tỉnh thành phố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện tổng số 779 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.134 km. Trong đó thì bờ sông có 666 điểm sạt lở với tổng chiều dài là 744 km và bờ biển có 113 điểm sạt lở với chiều dài là 390 km. Đặc biệt là từ năm 2020 trở lại đây thì nhiều địa phương đã gia tăng cả về số vụ sạt lở, mức độ sạt lở và diện tích đất bị mất trong các vụ sạt lở. Đơn cử như là tỉnh Hậu Giang thì từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở và số điểm sạt lở tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ, gây thiệt hại, mất đất, canh tác và tài sản nhiều tỷ đồng. Như vậy xin được hỏi ông Trần Thanh Toàn cụ thể về tình hình sạt lở ở tỉnh Hậu Giang từ đầu năm đến nay như thế nào ạ? Từ đầu năm đến nay thì trên địa bàn tỉnh đã diễn ra là 63 điểm sạt lở với chiều dài sạt lở là trên 1.500 m, diện tích mất đất là trên 9.000 m². So với năm 2022 thì đến thời điểm này thì chỉ có 17 điểm sạt lở thôi, và chiều dài sạt lở thì 461 m, diện tích mất đất thì khoảng 2.900 m². Như vậy thì tình hình sạt lở diễn ra tăng lên gấp từ 2-3 lần so với năm 2022. Như vậy thì nó sẽ gây ra thiệt hại về tài sản, về giao thông, về ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Và cái nguyên nhân gây ra sạt lở đột biến trong thời gian gần đây á, thì ngoài cái nguyên nhân là do sự bất thường của biến đổi khí hậu, sự thay đổi của dòng chảy, sự thiếu hụt của phù sa về đồng bằng sông Long, thì trong thời gian gần đây thì lưu lượng tàu thuyền, đặc biệt là những tàu thuyền lớn lưu thông trên những tuyến sông trong thời gian gần đây đã gây ra tình hình sạt lở rất là nghiêm trọng, đặc biệt là những thời điểm mà tàu thuyền lưu thông trong thời điểm mà chân chiều, làm cho cái dòng kinh nó sâu hơn, kề máy kinh nó nguy hiểm hơn, làm cho gia tăng cái tình hình sạt lở trong thời gian vừa qua. Dân, được biết thì khi sạt lở xảy ra thì chính quyền địa phương cũng có đã tổ chức những cái giải pháp để thực hiện là di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thì ông có thể chia sẻ cụ thể về những cái giải pháp từ phía tỉnh Hậu Giang ạ? Khi sạt lở xảy ra thì chính quyền địa phương phải thực hiện đúng cái phương châm 4 tại chỗ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã phải huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ, lực lượng xung kích và đoàn thể đến hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, dọn đến nơi ở an toàn. Rồi chỉ đạo bộ phận chuyên môn là thường xuyên rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao, cắm biển cảnh báo, vận động người dân đến nơi ở an toàn, và đồng thời là vận động mọi cơ chế chính sách để hỗ trợ người dân, tạo điều kiện người dân đến nơi ở an toàn, ra khỏi vùng nguy hiểm. Và đồng thời là tỉnh cũng tranh thủ mọi nguồn lực từ trung ương về địa phương để xử lý các điểm sạt lở, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt cho thuận tiện cũng như là có cuộc sống tốt hơn, rồi triển khai tốt cái kế hoạch phòng chống sạt lở cũng như là phương án cấp độ rủi ro thiên tai do Ủy ban nhân tỉnh vừa duyệt, rồi ưu tiên các giải pháp mà phù hợp trong cái điều kiện của từng vùng, từng khu vực, và trên cơ sở là các nghiên cứu khoa học
cũng như là các mô hình đã triển khai hiệu quả thực tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Nhân xin cảm ơn ông ạ. Thưa chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện, chuyên nghiên cứu về hệ sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua, thì ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi về thời tiết, về khí tượng thủy văn ở đồng bằng sông Cửu Long đã dẫn đến tình trạng thiên tai ngày càng gia tăng ạ? Vì cái vị trí của đồng bằng nằm ở giáp tiếp giáp biển nên chúng ta chịu ảnh hưởng từ biển vào, nước biển vẫn dâng đều đặn liên tục khoảng 3,6mm một năm. Tuy là chậm nhưng mà tích lũy nhiều năm cũng đáng kể trong cái bối cảnh là chúng ta đang sụt lún. Và còn chuyện nữa là chúng ta là phần cuối cùng của lưu vực sông Mekong, thì cái lượng nước mà chúng ta có ở đồng bằng đó là 90% là từ phần ở trên, từ các quốc gia ở trên nó chảy theo sông Mekong nó chảy về. Như vậy thì sự biến đổi khí hậu ở trên lưu vực, ở các quốc gia trong lưu vực nó ảnh hưởng đến cái, nó quyết định cái lượng nước của sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái lượng nước trên đó, nó là chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mà đặc biệt là theo chu kỳ ENSO. Chu kỳ ENSO thì nó có chu kỳ La Nina và El Nino. Thì trong cái biến đổi, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu đó, những cái sự kiện cực đoan La Nina và El Nino nó xuất hiện thường xuyên hơn. Như vậy thì chúng ta chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại chỗ và cả biến đổi khí hậu từ các quốc gia ở phía trên trong lưu vực sông Mekong, ở Lào, ở Thái, Campuchia, ảnh hưởng đến lượng nước, ảnh hưởng đến chúng ta như này. Ngoài ra đó, trong bối cảnh đó thì trong lưu vực ở trên còn có sự có mặt của các cái đập thủy điện ở trên dòng chính và trên dòng nhánh của lưu vực sông Mekong, và sự hoạt động của các cái hồ thủy điện này ảnh hưởng đến lượng nước. Ngoài cái việc biến đổi do thời tiết, do biến đổi khí hậu, thì sự hoạt động của các cái đập thủy điện làm thêm một lớp phức tạp nữa. Dân xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, nếu ví cát là đôi chân giúp cho đồng bằng sông Cửu Long tiến dần ra biển, thì lũ mùa nước nổi chính là những phu khuôn phát cần mẫn đưa cát từ thượng nguồn về với hệ thống sông kênh rạch nội đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì những năm gần đây, lũ về đồng bằng sông Cửu Long rất ít, thậm chí là có những năm là mất lũ hoàn toàn, khiến cho các dòng sông đói cát. Trong khi đó thì nhu cầu về cát cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng ngày càng lớn. Lượng khai thác cát nhiều hơn gấp nhiều lần so với lượng cát đổ về, khiến cho các lòng sông là không còn gì để bù đắp được. Như vậy thì xin được hỏi thêm chỗ chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện, thì theo ông là nguyên nhân nào khiến cho việc mà sạt lở ngày càng gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long ạ? Thì nguyên nhân đằng sau nó là các cái đập thủy điện ở trên sông Mekong chặn cát và bùn. Và thứ hai là cái việc khai thác cát nó diễn ra suốt dọc chiều dài của sông Mekong ở tất cả các quốc gia, trong đó kể cả ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì thiếu bùn đó, nó làm cho dòng nước trở thành, ta gọi là dòng nước đói. Dòng nước đói thì nó ăn vào bờ, nó gây sạt lở. Và thiếu cát thì nó làm cho cái đáy sông bị sâu thì cái bờ nó trở nên cao hơn và nặng hơn, và nó dễ sụp đổ. Nguyên nhân chính vẫn là cái việc thiếu cát và thiếu phù sa của nó làm cho mất cân bằng toàn hệ thống. Dân xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông Trần Thanh Toàn, từ những thông tin mà ông Nguyễn Hữu Thiện vừa chia sẻ thì liên hệ thực tế ở tỉnh Hậu Giang của mình thì tình trạng mà sạt lở xảy ra chủ yếu ở những khu vực là kênh rạch tiếp giáp ở sông Hậu. Như vậy thì ông thấy là cái tình trạng này nó có liên quan gì tới cái vấn đề mà thiếu hụt lượng phù sa cũng như là cái vấn đề khai thác cát trên tuyến sông này ạ? Ở Hậu Giang thì tình hình sạt lở diễn ra hết sức phức tạp đối với các nhánh sông kinh gần lưu vực sông Hậu. Như chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện đã chia sẻ thì sông Hậu càng sâu thì các nhánh sông khác của sông Hậu thì càng sâu. Và vấn đề này là diễn ra hết phức tạp từ đầu năm tới nay. Và đây là vấn đề cần phải cảnh báo. Ngoài cái nguyên nhân là do tác động của thiên tai, do dòng chảy, do thủy triều và các nguyên nhân khác, và cái vấn đề mà thiếu hụt lượng phù sa do đồng bằng sông Cửu Long cũng như là việc khai thác cát trong thời gian gần đây
là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình hình sạt lở nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Và vấn đề này khó mà có thể giải quyết một sớm một chiều, và cần phải có một cái thời gian dài và có một giải pháp đồng bộ từ trung ương đến địa phương mới có thể giải quyết được. Và một lần nữa có thể khẳng định rằng là việc mà thiếu hụt lượng bù sa về đồng bằng sông Cửu Long cũng như việc khai thác cát trong thời gian qua là một những nguyên nhân chính, nguyên nhân gốc gây tình hình sạt lở nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Vâng, được biết thì tại tỉnh Hậu Giang thì trong thời gian qua để giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông thì địa phương cũng đã có giải pháp là thực hiện kè sinh thái, một cái giải pháp rất là thân thiện với môi trường, rất là dễ thực hiện và cũng ít tốn kém chi phí. Thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này để có hướng nhân rộng cho các địa phương khác trong vùng ạ? Thì để làm tốt cái mô hình này thì cần phải thực hiện theo phương châm là 4 đúng. Cái thứ nhất là phải đúng thời điểm. Thứ hai là phải đúng kỹ thuật. Thứ ba là phải đúng dùng, đúng kinh, đúng lưu vực. Và đặc biệt cuối cùng là phải đúng đối tượng là người dân. Để thực hiện tốt cái này thì ngoài cái việc mà khắc phục được tình hình sạt lở, chúng ta còn cải thiện được môi trường sinh thái của nông thôn, là nơi đáng sống của nông thôn. Chúng ta xây dựng được cái con sông đẹp để bảo vệ cái con đường đẹp. Và đây là có thể là một điểm nhấn cho đồng bằng sông Long cũng như là Hậu Giang trong cái dịp mà phát triển du lịch sông nước của vùng. Thưa quý vị, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác động từ các hoạt động khai thác, sử dụng nước của các nước ở thượng nguồn Mekong, dẫn đến là nguy cơ thiếu nước ngọt cục bộ. Việc khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát cũng đã dẫn đến tình trạng sụt lún, hạ thấp nền đất. Và theo đánh giá thì tốc độ sụt lún đất đang diễn ra cao gấp 3 đến 4 lần, thậm chí là có nơi lên tới 10 lần so với tốc độ nước biển, cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang có nguy cơ là chìm dần do cả sụt lún đất và nước biển dâng. Như vậy xin được hỏi chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện, ông thấy vấn đề này có đáng lo ngại cho tương lai của đồng bằng sông Cửu Long như thế nào và cần có giải pháp gì để giải quyết cái mối lo ngại này ạ? Đồng bằng chúng ta đang bị ảnh hưởng của nước biển dâng với tốc độ khoảng 3,6 mm một năm, tuy là chậm nhưng mà nó đều đặn và tích lũy nhiều năm thì nó sẽ rất đáng kể, tức là so với nước biển dâng chúng ta đang chìm dần. Trong bối cảnh đó thì chúng ta đang tự lúng tự chìm xuống với tốc độ gấp 4-5 lần và tại những điểm nóng gấp 10 lần. Như vậy thì cái nước biển dâng là chuyện toàn cầu, đó là cái chuyện mà chúng ta làm gì ở đồng bằng sẽ không giải quyết được cái chuyện nước biển dâng toàn cầu. Cho nên giữa hai cái chuyện này đó, cái chuyện ưu tiên hơn và có thể giải quyết được trong tầm tay của chúng ta đó là cái việc chúng ta đang tự sụp lún. Tự sụp lún là do chúng ta sử dụng nước ngầm nhiều quá, và sụp lún nó nằm ở cái chỗ là quản lý, quản trị việc sử dụng nước ngầm. Thì chúng ta phải chìa khóa nó lại nằm ở chỗ cải cách nền nông nghiệp. Và cụ thể là chúng ta đã có định hướng rất là rõ ràng trong cái nghị quyết 120 và cái quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch tích hợp đó, mấy cái nét chính là, thứ nhất là chúng ta không chống lại thiên nhiên nữa, chia đồng bằng thành 3 vùng, và cái vùng mặn sát ven biển và vùng lợ có cái mùa mặn ngọt và cái lõi ngọt lùi vào trong. Như vậy thì cái vùng đến 2030 thì cái vùng lợ đó chúng ta không dùng công trình để cản trở để cố ngọt hóa như ngày xưa nữa. Chúng ta cho biển và sông nó giao lưu, nó thông thoáng trở lại. Như vậy thì nó sông ngòi nó lại có được chảy, như vậy nó sẽ có, nó sẽ trong sạch trở lại, nó sẽ có thủy sản và nó phục hồi được cái nền văn hóa sông nước của đồng bằng đó. Như vậy thì khi mà sông ngòi thông thoáng nó sạch trở lại thì chúng ta có hy thể hy vọng là chúng ta giảm được việc sử dụng nước ngầm. Nghị quyết 120 và nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đều định hướng sự phát triển của nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long tới đây là theo hướng giảm lượng, tăng chất, tăng cái sinh tính bền vững và theo hướng xanh. Và bây giờ chúng ta không lấy số tấn làm thành tích nữa, mà chúng ta lấy chất lượng,
và giá trị và thu nhập của người dân và sự phục hồi nền sinh thái và cái khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu làm cái thành tích. Đây là những cái định hướng rất là đúng của Đảng và Nhà nước. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông Trần Thanh Toàn, thì từ những tác động của biến đổi khí hậu như chúng ta đã trao đổi từ đầu chương trình đến nay, thì để cho người dân hạn chế được ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và đi lại, thì tỉnh Hậu Giang đã có triển khai một cái kế hoạch ứng phó như thế nào cho vấn đề này ạ? Thì trước tiên thì tỉnh Hậu Giang sẽ triển khai tốt cái quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt, đặc biệt là cái phương án cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác phòng chống thiên tai với quan niệm là hạ tầng thủy lợi bền vững thì mới bảo vệ được các thành phần kinh tế khác phát triển bền vững, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Thì vừa rồi thì Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức một hội thảo đánh giá về mặt tồn tại và hạn chế của thủy lợi, trong đó có tham gia rất là nhiều nhà khoa học để tìm ra cái giải pháp để phát triển hạ tầng thủy lợi, để phát triển hạ tầng thủy lợi để phục vụ phát triển kinh tế và cũng như là phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. Và trong hội thảo đó thì các nhà khoa học, nhà quản lý cũng đã đề xuất là trong thời gian tới thì sẽ xây dựng một cái đề án phát triển hạ tầng thủy lợi kết hợp với phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu để phục vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập mặn cũng như ngập lụt trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, hiện nay thì không chỉ tình trạng sạt lở bờ sông mà tình trạng sạt lở bờ biển tại các tỉnh ven biển của đồng bằng sông Cửu Long cũng đang xảy ra rất là nghiêm trọng. Cùng với đó là tình trạng mất rừng, giảm diện tích rừng phòng hộ ven biển. Và theo thống kê thì từ năm 2011 đến năm 2016 thì đã giảm trên 15.300 hecta, và trung bình mỗi năm ở các tỉnh ven biển của đồng bằng sông Cửu Long mất từ 300 đến 500 hecta rừng ngập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hàng ngàn hộ dân ven biển. Như vậy, thưa chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện, ông đánh giá như thế nào về tình trạng mất rừng cũng như là giảm diện tích rừng phòng hộ ven biển, nguyên nhân từ đâu và cần làm gì để khôi phục lại cái lá chắn xanh này cho đồng bằng sông Cửu Long ạ? Để nói một chút về nguyên nhân của sạt lở bờ biển. Nguyên nhân của sạt lở bờ biển là phù sa bùn của sông Mekong nó mang ra trên sông và nó mang ra cửa biển, và sang mùa khô nó được tái phân phối cho suốt dọc bờ biển của chúng ta để bồi đắp lấn ra về hướng biển để nở cái đồng bằng ra trong suốt 6.000 năm vừa qua. Thì cái vùng nước bao quanh đồng bằng sông Cửu Long khoảng từ bờ ra biển khoảng 30 km là nước đục. Mà nước đục thì nó nặng hơn nước biển xanh, cho nên nước từ biển xanh đánh vào đi qua được cái lớp nước đục này đó, nó sẽ giảm năng lượng rất là nhiều, và khi mà vào trong đó gặp cái rừng ngập mặn ngày xưa nữa thì là cái bờ rất an toàn, cho nên là 6.000 năm vừa qua đồng bằng nó tồn tại là như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thiếu phù sa, cái lớp nước đục này nó bớt đục, mắt thường chúng ta không thấy, nhưng nếu cân đong đo đếm thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lượng bùn trong nước biển giảm rất là nhiều, giảm hơn phân nửa rồi. Như vậy thì sóng nó hung hãn hơn, là một phần là do biến đổi khí hậu, nhưng phần lớn là do cái lớp nước đục này bây giờ nó đánh vào. Thì bên trong chúng ta không có cái nghiên cứu của Đại học Lyon của Pháp cho thấy rằng là khi mà không có phù sa đó thì một mình rừng ngập mặn sẽ khó mà chống chịu. Hay nói một cái từ cho nó hình tượng chút là phù sa và rừng nó phải song kiếm hợp bích thì mới chiến đấu nổi chống lại cái sạt lở. Bây giờ thiếu một bạn rồi thì còn một bạn này sẽ rất là đơn độc. Trong cái quy hoạch tích hợp cũng đã có vạch ra cái chuyện là sẽ phục hồi 9% rừng ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà trong bối cảnh bây giờ đó, sự cạnh tranh về sử dụng đất đó, cho nên việc này nó cũng sẽ rất khó, và đây nó cũng sẽ là một cái thách thức trong tương lai của đồng bằng. Nhưng mà chúng ta phải phát triển một cái tư duy sinh thái, tư duy phải nhìn trên tổng thể. Chúng ta nhìn theo đơn ngành, chúng ta chỉ thấy thiên tai và chỉ làm những cái đê to lớn thì cái chuyện phục hồi rừng ngập mặn sẽ không có bàn được nữa.
Dạ, xin cảm ơn ông. Được biết thì mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định là bổ sung thêm khoảng là 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự trữ ngân sách trung ương cho năm 2013 cho các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang, để bố trí cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển cấp bách. Và trong đó, như tôi đã nhắc, là Hậu Giang sẽ được bố trí là khoảng 200 tỷ đồng. Như vậy thì thưa ông Trần Thanh Toàn, với cái nguồn kinh phí này thì tỉnh Hậu Giang sẽ có cái kế hoạch bố trí thực hiện những cái công trình cụ thể như thế nào ạ? Ngày 8 tháng 10 năm 2023 thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định là 1162 bố trí cho đồng bằng sông Long 4.000 tỷ đồng, trong đó Hậu Giang thì được 200 tỷ đồng. Và Hậu Giang sẽ bố trí vào hai cái công trình, một là công trình Bắc sông Lái Hiếu của thành phố Ngã Bảy, và một công trình là Nam sông Nàng Mau của huyện Phụng Hiệp, với chiều dài là trên 1.350 mét và bảo vệ trên 200 hộ dân. Thì hiện nay thì tỉnh đang triển khai các thủ tục gấp rút để làm sao sớm để triển khai cái dự án này để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong thời gian tới. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Một câu hỏi nữa xin được dành cho chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện ạ. Công tác phòng chống các loại hình thiên tai nói chung và phòng chống sạt lở, sụt lún và ngập úng cho đồng bằng sông Cửu Long nói riêng thì cần phải có những cái giải pháp tổng thể và lâu dài. Nếu mà chỉ dựa vào những cái giải pháp công trình thì tôi cho rằng là nó cũng chưa đủ và mình cũng không đủ nguồn lực để thực hiện trong một cái thời gian ngắn. Như vậy thì theo ông, giải pháp gì để ngăn chặn và đẩy lùi những cái sạt lở, sụt lún, ngập úng mà có một cái tầm nhìn dài hạn hơn cho đồng bằng sông Cửu Long ạ? Việc chúng ta nên làm là có hai việc. Một là di dời người dân ra khỏi những cái nơi dễ bị tổn thương nhất, dễ bị sạt lở nhất. Cái việc di dời nó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta di dời trước khi sạt lở, hơn là khi sạt lở đã xảy ra rồi. Những cái nỗ lực của chính quyền địa phương vừa qua rất đáng trân trọng, nhưng mà chúng ta thấy một cái điều là đa số các cái cuộc sạt lở đều xảy ra bất ngờ, và sau đó thì chính quyền vào cuộc giúp đỡ người dân rất hiệu quả. Nhưng mà lẽ ra tốt hơn là chúng ta có cảnh báo sớm và giúp người dân di dời sớm, và cái việc cảnh báo nó không khó nếu chúng ta biết nhìn đơn giản hóa vấn đề, chúng ta không làm phức tạp thêm vấn đề. Những cái đoạn dễ bị tổn thương chúng ta đều đã biết rồi, tất cả các tỉnh đều đã có những cái bản đồ, những cái chỗ mà dễ bị tổn thương. Còn lại là tìm chính xác những cái chỗ sẽ bị sạt lở nay mai, chuyện đó không hề khó, bởi vì chúng ta biết cái đặc điểm của sạt lở là nó sạt lở trong mùa khô và đến cuối mùa khô. Chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là sạt lở xảy ra trong mùa mưa, cái chuyện đó là ở miền núi, ở trên mưa xuống chảy xuống là sạt lở. Còn ở đây là chúng ta sạt lở vào những cái tuần, những cái tháng từ giữa mùa khô đến cuối mùa khô, đến khi mưa xuống, nước lên là hết sạt lở. Và sạt lở trên đây là chúng ta ăn đứt cái đáy sông ở bên dưới, trong khi người dân sống ở trên không hay, cho nên đến khi cái khối đất nó trượt xuống thì cái việc phát hiện những cái hàm ếch này nè không hề khó. Nếu như các tỉnh chỉ cần một cái đội đặc nhiệm dùng một chiếc xuồng và có một cái thiết bị rà quét lòng sông hàng tuần trong những tháng cuối mùa khô tại những điểm đó, những điểm có nguy cơ cao, để tìm chính xác những cái hàm ếch đó và cảnh báo kịp thời, chúng ta cập nhật cái hình thái của cái lòng sông, phát hiện được ngay và kịp thời cập nhật thông báo cho người dân kịp thời di tản khỏi những nơi sẽ sạt lở nay mai. Như vậy thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều thiệt hại. Và cái số tiền của Trung ương bổ sung cho đồng bằng để chống sạt lở đó, nó cho thấy cái sự quan tâm của nhà nước rất là lớn, rất đáng trân trọng đối với đồng bằng, nhưng mà chúng ta sử dụng làm sao cho nó hiệu quả thì theo tôi là nên sử dụng cho hai cái việc: di dời, tái định cư người dân và cảnh báo sớm. Cái việc di dời nó sẽ rất khó cho người dân và cho nhà nước. Đối với người dân là cái việc người dân sinh sống ở nơi đâu là bám rễ nơi đó về mặt quan hệ xã hội,
về mặt thương mại, về mặt mua bán, về con cái đi học, bứng một cái cây lên đem trồng nơi khác còn héo, người dân sống ở đó thì di dời không dễ. Nhưng mà người dân ở những cái nơi nào sạt dễ sạt lở thì bà con cũng nên chấp nhận đi. Nhưng mà nhà nước nên dùng cái số tiền chống sạt lở để ổn định sinh kế cho người dân. Cái khó của phía cơ quan nhà nước là không có quỹ đất nhiều để tái định cư và không có kinh phí. Thì dù không có kinh phí, thiếu kinh phí thì chúng ta càng phải bớt làm những cái công trình trăm tỷ, ngàn tỷ đi. Thì chúng ta lại ưu tiên cho cái việc này, bởi vì làm những cái công trình chỉ nên làm ở những nơi xung yếu mà tạm thời chúng ta chưa thể di dời được mà thôi. Bởi vì chúng ta biết là công trình là về lâu về dài là không phải là biện pháp. Nhân xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện vừa rồi rất cần thiết cho các địa phương nghiên cứu trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì để công tác phòng chống thiên tai hiệu quả thì phải nâng cao nhận thức về sự nguy hại và hậu quả của sụt lún, sạt lở và ngập úng ở đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, thực hiện của cấp ủy, chính quyền và huy động các nguồn lực của nhà nước. Đồng thời cũng cần có cơ chế chính sách phù hợp để xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài nhà nước, đầu tư các công trình phòng chống sạt lở, thiên tai, cần có giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài để ứng phó với những tình huống thiên tai một cách hiệu quả và an toàn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.